Nhiều giờ sau vụ va chạm khiến chiếc container lật ngang và đè bẹp chiếc Toyota 5 chỗ và làm hai người tử vong. Người dân ven ngã tư Phù Nghĩa thuộc quốc lộ 10 thuộc phường Lộc Hạ ở thành phố Nam Định vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Ven giao lộ hàng chục người tụ tập bàn tán. Ghi nhận của phóng viên vào tối cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục quay lại hiện trường để thu thập thông tin đứng gần hiện trường khi xảy ra sự cố, ông Trần Như Đoàn phường Lập Hạ kể lúc đó chiếc Toyota lưu thông hướng Thái Bình đi Nam Định, còn ô tô container chạy hướng ngược lại. Khi đến ngã tư thì xe con rẽ trái nhưng ngập ngừng, còn ô tô container chạy thẳng, không kịp phanh, tài xế ô tô container đã đánh lái gấp sang phải để tránh. Theo nhân chứng này, có thể do thùng hàng nặng cộng thêm việc chuyển hướng bất ngờ khiến thùng container đổ ngang và đè lên chiếc xe con giữa ngã tư. Ông Đoàn nhận định ô tô container lật đè xe con trước sự chứng kiến của nhiều người. Khi thùng container đổ, nếu tài xế xe con biết và xử lý nhanh có thể đã thoát nạn. Sau va chạm, người đàn ông đến gần chiếc xe con, thấy có người nằm bất động trong cabin nên thông báo lực lượng chức năng phường Lộc Hạ. Còn bà Trần Thị Phong, chủ của quán nước sát ngã tư cho biết sự việc diễn ra chỉ vài giây sau tiếng va chạm giữa ngã tư. Bà kể, hai người trong ô tô 5 chỗ không kịp phản ứng gì chiếc xe bị đè bẹp dúm bà cho biết thêm các nhân chứng gần đó không nghe thấy tiếng kêu la của các nạn nhân nhìn thấy xe con biến dạng hoàn toàn và có người bên trong nữ nhân chứng cùng hàng chục người dân xung quanh hiện trường ngỡ ngàng kể với phóng viên ông phạm tiến dũng lái xe ôm cho biết sau tai nạn lực lượng cứu hộ dùng xe cầu chuyên dụng tách hai phương tiện rời khỏi nhau chiếc xe con gặp nạn sau đó được đưa về bệnh viện đa khoa 700 giường ở nam định nhiều người chứng kiến cho hay, lực lượng chức năng phải cưa khung xe để đưa hai thi thể ra ngoài phục vụ khám nghiệm. Sau gần 3 giờ xảy ra vụ việc, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc container mới được cầu rời khỏi hiện trường. Theo ông Dũng, ngã tư đệ tứ mặt đường hẹp nhưng có nhiều phương tiện trọng tải lớn lưu thông qua lại nên thường xảy ra va chạm. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định, hai nạn nhân tử vong trong xe Toyota là ông Lê Hồng Cương 53 tuổi và bà Nguyễn Thị Định 43 tuổi cả hai công tác tại một trường cao đẳng ở thành phố Nam Định. Sau tai nạn, tài xế điều khiển xe container đã đến công an thành phố Nam Định để ghi lời khai.